gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi nhà gái giới thiệu cho mình nè. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào chị em. Ngọc Lan ạ. Dạ. Em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin được gửi lời chào đến toàn bộ ekip của chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Loan ạ. Em sinh năm 1986 ạ. Em làm kế toán ạ. Em sinh ra tại Thanh Hóa và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Từ Hà Nội bay vào đây để ghi hình. Vâng ạ, em mới bay vào đây ạ. Rồi mời nhà trai. Em chào Linh, chào chị Ngọc Lan. Còn là em là Mai Văn Vinh, sinh năm 1981. Em tên là Mai Văn Vinh, em cũng đến từ Thanh Hóa. Ô, sao hai người cứ trùng hợp nha. Vinh làm gì? Em làm xây dựng, em làm ở Bắc Giang. Một người ở Thanh Hóa mà làm Bắc Giang. Vâng. Người Thanh Hóa mà làm ở Hà Nội. Vâng. Rồi Loan có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào nè? Ưu điểm của em là em rất là năng động, nhiệt tình ạ, được nhiều người yêu mến ạ. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều ạ. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của em là hay bị lề mề ạ. Hay bị chậm chạp hơn so với mọi người một chút ạ. Nhưng mà mỗi lần mà hẹn hò là em có đúng giờ hẹn với bạn trai được không? Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Con trai mà chờ con gái mà trang điểm tắm mà lâu là hả, mấy ông nó hay cằn nhằn lắm luôn á. Vâng, may quá em thì cũng không ít khi trang điểm nên là chắc đỡ được một thời gian đấy ạ. Đó. Dạ. Nhưng mà nói chứ cũng phải cho phụ nữ chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho được bản thân rồi, mình nha. Tôi biết mà. Thằng ông bao giờ cũng chờ phụ nữ cả tiếng, hai tiếng một đồng hồ trên á. Bây giờ nhà trai, ưu điểm của mình, khuyết điểm mình là gì, nói cho nhà gái nghe. Ưu điểm của em là gọi là hiền lành và quyết đoán, với lại mạo hiểm. Có khuyết điểm gì? Em thì hơi gọi là lôi thôi, tức là không gọn gàng. Nhưng mà yên tâm, em có vợ về chắc chắn em phải gọn gàng không được. Vâng. Rồi được tình duyên nhà gái sao? Em có gọi là hai mối tình ạ. Dài không? Kéo dài trong bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn một năm thôi ạ. Thứ nhất là về cái tuổi tác là bạn ấy ít tuổi hơn em. Xa nhau nhiều rồi, nhiều quan điểm rồi, nhiều của chuyện nên là dần dần lại không còn rồi. Cái mối tình như ngày xưa thôi ạ. Ừ. Còn hiện tại thì vẫn là quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ. Ừ. Hai người đều là ít tuổi hơn em. Rồi đó, nhà gái tôi đơn giản vậy thôi. Nhà trai, đường tình duyên sao? Em thì cũng ngày xưa cũng yêu thì gọi là cũng lúc đấy cũng chưa nghĩ đến. Yêu nhiều không? Em thì cũng vài cô. Vài sau cô khi là sau khi là mình đi làm xa ở trong Tiền Giang thì rồi mỗi người mỗi nơi, lúc đấy xa mỗi nơi. Làm mỗi người mỗi nơi luôn hả? Vâng, thì bạn gái thì ngoài Hà Nội, mình lại làm tít ở trong Tiền Giang, rồi sau rồi xa dần rồi là. Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất cũng được gần một năm. Em đi nhiều nơi quá, thành ra là quên người ta luôn đúng không? Công việc của em là hay nó xa dân ấy. Chẳng hạn ngày xưa làm ở Tiền Giang là Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương là đường toàn chạy qua ruộng, dân ít. Cho nên là mình không có cái thời gian để tiếp xúc với bạn gái, con gái nó ít. Rồi bây giờ thí dụ giờ lấy vợ nè, rồi ai nhà lo cho vợ, em đi hoài vậy ai lo cho vợ? Có ổn định gia đình rồi, vợ con rồi thì mình sẽ không đi làm xa nữa. Mình sẽ tính một chỗ ổn định là mình làm. Rồi. Vâng. Bây giờ mình muốn tìm người vợ tương lai thế nào? Bạn gái thì là một nữa là hiền lành. Hiền lành. Vâng. Sao nữa? Không vụng. Không vụng về đúng không? Vâng, gọn gàng. Gọn gàng. Có tình cảm với mọi người. Tình cảm mọi người. Bạn gái thì từ mét 55 trở lên là được rồi. Nó vừa xứng đáng. Rồi. 55 thì bên đây dư nha. Mét 55. Dài hay tóc ngắn gì không? Nói luôn nè. Rồi, chào em gái. Em chào anh ạ. Tóc dài càng tốt. Tóc này cũng hơi dài đó. Sao tiêu chí này anh đưa ra đó, em thấy nhóm mình phù đó. Hợp không? Em cảm thấy là em hơn đủ tiêu chí của anh ấy ạ. Hả? Đúng rồi. Còn hơn nữa luôn á. Thế thì tiêu chí của bạn là như thế nào? Tiêu chí của em thì trước hết là một người bình thường ạ. Về mặt kinh tế thì có thể lo được cho bản thân mình và có thể lo được cho gia đình và yêu em. Quan trọng là chiều em đó. Có chiều vợ không? Dạ. Rồi gì nữa? Em đơn giản thế thôi ạ. Không phải gia trưởng ạ. Này cũng hiền lắm. Ít nói, không biết có gia trưởng hay không thôi. Em nếu mà gia trưởng quá thì tính của em cũng hơi ương một tí. Nếu mà gia trưởng thì nó sẽ có nhiều cái dễ chuyện, nó sẽ mâu thuẫn hơn. Ừ. Có điều gì em sợ không?
Em sợ nhất là bố mẹ em buồn nên là không được ai làm gì bố mẹ hết. Dạ em chào anh. Chị, chào anh gái bảo rằng là sợ nhất là làm cho bố mẹ buồn. Vì em bây giờ chỉ còn mình mẹ, là bố em thì mất rồi. Vì em là con út. Thì anh thấy sao? Mình cái tiêu chí ở bên đó đưa ra, anh thấy mình có đáp ứng được không? Tiêu chí thì chắc là em đáp ứng được khoảng 70%. Nhà trai đi với ai vậy? Em cũng không, nay em đi có mình thôi, không có ai. Có ông Mai lo cho anh. Rồi. Rồi nhà gái mình đi với ai? Dạ em có đi cùng với các chị và các bạn em. Chào Ngọc Lan, chào tất cả khán giả xem chương trình. Mình tên là Liên, mình là vừa là đồng nghiệp vừa là bạn. Qua câu chuyện thì thấy là anh khá là hiền lành, ít nói. Nếu mà có cơ hội thì mình cũng có thể là tiếp tục và tìm hiểu nhau thêm, thì mình mới biết được là có phù hợp và có thực sự là một nửa của nhau hay không. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị gái. Nào bây giờ thì chúng ta cho hai bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Rồi mời nhà trai nào. Chào em. Em chào anh. Anh em. Em có hoa với lại món quà. Xin lỗi anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Thực ra em là một người cũng thích đi du lịch. Nếu mà em còn đi cùng anh đến một nơi nào đấy thì anh sẽ đưa em đi đâu? Chắc nếu mà đi thì đi Đà Lạt. Anh thích đi Đà Lạt. Năm ngoái anh cũng thích đi Đà Lạt, trong đấy nó mát. Chắc anh đi thích đi Đà Lạt về trong đấy vì khí hậu mát mẻ. Khí hậu mát. Theo anh thì như thế nào là một người chồng, một người đàn ông lý tưởng trong gia đình ạ? Người đàn ông lý tưởng trong gia đình à? Dạ. Lo cho vợ cho con, hoặc là anh chưa có vợ cho nên là không biết người đàn ông lý tưởng trong gia đình là như nào. Gia đình có thể là gia đình lớn mà anh, có thể bố mẹ hay anh chị em gì đấy. Thì đại khái là chăm lo được cho mọi người, quan tâm đến mọi người. Ví dụ như công việc lớn là mình là người con trai, khó khăn các thứ là mình là phải là người đầu tiên. Đấy. Ừ. Em cảm ơn ạ. Thế còn em? Theo em thì là như thế nào là một người phụ nữ trong gia đình? Theo em thì một người phụ nữ trong gia đình là thứ nhất là sẽ cân bằng được cái không khí trong gia đình đấy một cách cố gắng nhất. Chăm lo cho chồng con, cho bố mẹ, các mối quan hệ với trong gia đình thì mình sẽ phải điều tiết và cân bằng được mọi người. Em thấy nếu mà tìm hiểu thì em nghĩ là phải thêm một tí thời gian thì mình hiểu thêm. Rồi bây giờ nè, bạn trai đứng lên nắm tay bạn gái đi. Đây, quay mặt lại. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong gia đình thì anh muốn ai sẽ là người giữ tiền ạ? Tiền thì thực ra là người vợ sẽ giữ. Ví dụ mình làm công trình mà thì phải chi tiêu các thứ là đúng rồi. Cho nên là tiền mặt cũng có phải giữ. Thế là tiền tài khoản là không phải giữ, có ngân hàng giữ. Anh suy nghĩ gì về em anh cơ? Thôi bây giờ không ấy nữa thì mình bấm nút đổi ý anh gọi là tìm hiểu thêm. Anh có cảm xúc thế nào khi gặp anh? Cảm xúc thì anh có cảm xúc đấy, tiếp xúc thêm nhiều hơn rồi mình giờ mình gọi là bấm nút. Hãy đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Đó, đàn ông mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Cô gái này cũng cá tính lắm đó. Một nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin kính chào các anh chị trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Loan, năm nay em 26 tuổi, quê quán của em ở Long An. Hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp của em là giáo viên tiểu học. Về ưu điểm của mình thì em là người gọn gàng, biết nấu ăn, biết chia sẻ, quan tâm người khác. Em có thể chơi một số môn thể thao như là bóng chuyền, cầu lông hoặc là bơi lội. Về khuyết điểm thì có đôi lúc em hay quên và một chút xíu nóng tính.
Sở thích của em là nghe nhạc và tự tay mình nấu những món ăn ngon dành cho những người thân của mình. Đặc biệt em rất thích đi du lịch. Hy vọng sau chương trình này thì em có thể tìm được một người cùng đồng hành với mình trong những chuyến đi. Hiện tại em đang trong một mối quan hệ là độc thân, vì vậy đến với chương trình thì em hy vọng sẽ tìm được một người bạn. Về tuổi tác thì người đó có thể lớn hơn em từ 2 đến 5 tuổi. Ngoại hình thì ưa nhìn, có gương mặt phúc hậu. Bạn ấy chung thủy, tâm lý, biết quan tâm chia sẻ với người bạn của mình. Dạ. Còn về công việc thì em hy vọng bạn có một công việc ổn định, và có thể thì bạn làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Như vậy thì hai chúng em sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau và thuận tiện cho việc đi lại. Em nghĩ như đó cũng nhiều lắm rồi ạ. Thì đến với chương trình, em xin gửi tặng các anh chị một đoạn trong bài hát bài ca cô giáo trẻ. Mời các anh chị cùng lắng nghe ạ. Em về đây ươm mầm xanh cho tổ quốc, khơi lên ánh lửa hồng xua tan bóng tối đêm đông. Em về đây âm vang trong lòng tiên hát, yêu nghề bao nhiêu em yêu người bấy nhiêu, yêu người bao nhiêu em yêu nghề bấy nhiêu. Dạ, cảm ơn anh chị đã lắng nghe ạ. Em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của em. Em xin kính chúc các anh chị trong chương trình thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, em xin chào ạ. Đầu tiên thì cho em xin gửi đến ban biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò một lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn ban biên tập đã lắng nghe và xem cái clip này của em. Và có một điều em xin lỗi, đó chính là cái clip này em đã dùng tai nghe để em nói chuyện với mình. Tại vì cái điện thoại của em nó có chút xíu trục trặc, cho nên là em phải dùng đến tai nghe thì em mới có thể quay được cái clip này. Em giới thiệu về bản thân mình đôi chút ạ. Em tên là Lai Thiên Thanh. Nơi ở hiện tại của em là em ở Long An. Và hiện tại em đang công tác ở Bình Dương. Năm nay em 26 cái xuân xanh rồi. Công việc hiện tại của em đó chính là em làm nhân viên văn phòng, quản lý bên kho KCS. Thì cái sở thích của em mỗi khi mà em rảnh đó chính là em thích đi cà phê và em thích đi chơi cùng bạn bè. Dạ. Cái ưu điểm của em thì theo em thấy được, cái ưu điểm của em đó là em thấy được cái sự tự tin và cái sự vui vẻ. Đó là những hai cái ưu điểm của em. Còn nhược điểm của em thì nó rất là nhiều. Nhược điểm của em, cái điều đầu tiên đó chính là em hậu đậu và em hay quên. Em rất là hậu đậu. Giống như là em trong công việc thì em sẽ không quên, nhưng mà ở ngoài đời thường thì giống như là em có thể là em suy nghĩ là mình làm việc này chưa ta, mặc dù mình đã làm rồi, nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng sau, một tiếng sau thì mình làm chưa ta, mình em hay quên. Cái tính em rất là hay quên. Rồi cái nhược điểm thứ hai đó chính là em rất là nóng tính và em hay la. Không vừa ý là em la. Nó chỉ là hai cái nhược điểm của em. Đến với chương trình này thì em mong muốn là tìm được một cái người yêu lý tưởng, đó chính là ngoại hình thì đẹp trai xíu, dễ nhìn. Cũng không cần đẹp trai lắm đâu, dạ dễ nhìn là được rồi. Nhưng mà đập vào mặt em là em rất là thích đàn ông mũi cao. Tại vì cái mũi em nó đã không có được cao rồi, cho nên là em thích lấy đàn ông mũi cao lắm. Để giống như là sau này là con em nó có được giống được ông xã của em thì nó lấy được cái lỗ mũi cao. Em thích là đàn ông mũi cao, cực kỳ thích đàn ông mũi cao luôn. Mũi càng cao em càng thích. Nhưng mà mũi tự nhiên được mũi nhân tạo nha. Và cái anh đó cao trên 1m8. Tại vì em đã cao 1m72 rồi. Mà trong ngày cưới á, thì em rất là thích mang giày cao gót. Mà lấy anh bằng với em á, thì cũng em mang giày cao gót thì cũng không có được. Đó, có công ăn việc làm ổn định và quan tâm, biết lo lắng, quan tâm chăm sóc cho gia đình hai bên. Và cái điều
cần thiết nhất đó chính là chăm sóc vợ, không đưa vào cái tệ nạn xã hội. Thì có thể là những cái yêu cầu của em nó cũng hơi, em không biết là nó có cao hay không. Cho nên là đến bây giờ 26 cái xuân xanh rồi nhưng mà em vẫn còn ế. Mặc dù là bạn bè em hai nách hai bên là nó đã có con hết rồi. Dạ, thì sau cái clip này thì em mong chương trình sẽ giúp em tìm ra được một cái bạn nam lý tưởng để cho em tìm hiểu và được chị em sẽ dẫn đến hôn nhân. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Em xin chúc chương trình có một ngày vui vẻ ạ. Xin chào, mình tên là Nguyễn Ngọc Lành. Mình sinh năm 90. Công việc hiện tại của mình là chuyên viên HSE. Công việc của mình cụ thể là chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo công tác an toàn tại công ty và là leader trong công tác bảo vệ môi trường. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Rảng Bàng, Tây Ninh. Mình đang độc thân và mong muốn tìm một nửa còn lại. Ưu điểm của mình là vui vẻ, hòa đồng, đảm đang, chăm chỉ. Nhược điểm của mình là hơi nhút nhát khi gặp người lạ, đặc biệt là người khác giới. Sở thích của mình là nấu ăn, đọc sách, trồng cây. Và mẫu người yêu mà mình mong muốn trong tương lai có 3 điều. Thứ nhất là người làm công tác trong ngành công an cùng quê hoặc là khu vực lân cận. Thứ hai là người hiền lành, chung thủy, thật thà. Và mong muốn thứ ba là người biết yêu thương, quan tâm chăm sóc cho gia đình. Và mình xin hát một đoạn trong bài hát mà mình thích, đó là bài Vô Cùng. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài, vỡ rồi mà có đường đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở chốn vô cùng. Mình xin cảm ơn.